Chào quý vị, có một điều đặc biệt ở hãng Weha và chính là ở chiếc kìm đa năng của Weha này là một cái vấn đề mà tôi chưa nói đến. Có một điều rất đặc biệt với kìm này và hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu đến quý vị và cũng như là cái đặc biệt của cái kìm này cho quý vị thấy nhá. Và ngoài ra mà hôm nay tôi sẽ phân tích rằng với hai cái bộ Weha, một là bộ cách điện 1000V, hai là bộ loại thường để quý vị có thể theo dõi. Quý vị hãy nhìn đây. Thôi, tôi review loại cách điện luôn đi quý vị ạ, cho nó dễ quý vị nhá. Quý vị hãy nhìn gần lại. Đây là một chiếc kìm Weha cách điện 1000V. Với cái phiên bản này ấy, thì nhiều quý vị, nếu mà quý vị nào mà thấy để ý hoặc khó tính, quý vị có thể nhìn thấy đây. Ở phần miệng của nó, đây là phần lưỡi cắt này và đây là phần miệng. Phần miệng này quý vị, nếu mà quý vị nhìn thấy đây, quý vị nhìn này, nó sẽ lượn này, cung tròn này, và phía trên thì nó lại như này và nó lượn ra phía ngoài này. Quý vị có nhìn thấy nó hở ở đây, nó lại hở ở đây. Nó không như các loại kìm khác, ví dụ như Kinepec, đây tôi có thể lấy để so sánh luôn, là quý vị nhìn thấy Kinepec nó sẽ là phẳng luôn như này. Đã. Thế thì vấn đề này thì vì sao nó lại làm cái chỗ này? Cái này đây chính là cái ý tưởng của hãng Kinepec, à của hãng Weha, mà nó khác so với tất cả các loại kìm kìm khác quý vị nhá. Một số quý vị có thể nhìn thấy và bảo nó là sẽ bị lỗi. Thực sự mà nói thì đây chính là cái kiểu thiết kế 3 điểm kẹp của Kinepec quý vị, à của Weha quý vị ạ. Với kìm Kinepec, với một chiếc kìm Kinepec này thì ở điểm kẹp, ví dụ như khi ta kẹp ở vị trí này như thế này. Đó. Thì hoàn toàn là ở cái thân phần kẹp kìm ấy, phần kẹp của cái kìm này đều là 4 điểm. Nếu mà làm 4 điểm như vậy thì làm cho cái phôi của nó sẽ dễ bị biến dạng hơn. Nhưng với Weha thì không. Với Weha thì nó được thiết kế bởi 3 điểm kẹp mà thôi quý vị ạ. Đây. Nhìn nó sẽ perfect hơn. Quý vị nhìn ở góc phải màn hình ý, là thông số của nó sẽ là gì ạ? Perfect này, grip. Có nghĩa rằng là gì? Một sự nó là kẹp chặt, grip nó kẹp chặt, và perfect nó nghĩa là một cái sự hoàn hảo của nó. 3 điểm kẹp của nó ở trên Weha, 1 đây. 2 đây và 3 đây. 3 điểm đấy quý vị ạ. Khi kẹp một phôi tròn, một phôi phẳng thì đều ở chỉ có 3 điểm mà thôi. Nó khác so với tất cả các loại kìm khác quý vị nhá. 1 2 3 đạt tiêu chuẩn. Thứ nhất, kẹp phẳng, cái thứ hai là sự hoàn hảo của quá trình kẹp. Perfect đấy quý vị. Do vậy, với kìm Weha, nếu mà quý vị nào để ý thì cái phần này quý vị đừng có bảo rằng là nó bị lỗi hay như nào quý vị nhá. Đây này. Đó, mà đây chính là một cái sáng chế cũng như là một cái phiên bản cũng như là một cái cấu tạo của một cái loại kìm mà chỉ có ở Weha có mà thôi quý vị ạ. Đây là phiên bản cách điện 1000V 26708. Tất cả cái sản phẩm này đều vẫn là bằng bằng thép C70 quý vị ạ. Độ cứng của nó đến 58 Hrc. Và cái lưỡi này khi cắt được ấy, nó đến 56 Hrc sau sau ủ. Sau khi tôi ủ thì đến 58 Hrc. Do vậy là gì? Với cái kìm cách cách điện 1000V như này, nó vẫn cắt được thép dây thép piano quý vị nhá. Và đặc biệt hơn, nó có thể cắt được cả giấy. Đây quý vị. Tất cả cái kìm này đều có thể cắt được giấy rất đơn giản. Và tôi sẽ cắt thử luôn cho quý vị một cái thanh thép để quý vị có thể thấy. Đây là một chiếc đinh M3. Và kìm này lẽ ra bình thường với cái loại khác là kìm cách điện và kìm chỉ cắt dây điện, nhưng tôi sẽ cắt, quý vị nhìn thấy. Và tất nhiên rằng không có một chút biến dạng nào cả. Nó có thể cắt được những cái đinh hoặc những cái thép,
2.0 và thép piano là 1.5 là quý vị có thể cắt thoải mái, chứ không phải là kìm cách điện mà lại chỉ có cắt dây điện quý vị nhé. Quý vị phải hiểu vấn đề đó. Đấy, do vậy là gì? Với cái phiên bản này vẫn được bảo hành 30.000 lần cắt và có thể cắt được dây thép cứng, dây điện và tất nhiên những cái đinh hoặc là những cái con bù lông như thế này quý vị vẫn là cắt bình thường. Con bù lông này vì sao tôi review cho quý vị? Vì là nó nằm ở trong những cái ổ điện ấy, để lắp cái ổ điện vào tường ấy vẫn cắt được thoải mái quý vị. Vậy vì sao? Vì tất cả cái loại này vẫn được tôi ủ đến khi mà đạt được 566 Hz là cao nhất, còn có thể là thấp hơn một chút nữa, 64 đến 66 Hz mới có thể cắt được cái kìm này. Và với cái phiên bản này chúng tôi đã về nhiều rồi đúng không ạ? Và ở video trước cách đấy nếu quý vị đã chưa xem thì có giá là 460.000 đồng một con phiên bản cách điện 1.000V này, và trước đó nó có giá khoảng hơn 800.000. Một cái nữa tiếp theo đó chính là cái kìm cắt cách điện 180 433 40. Với cái phiên bản này cũng cách điện 1.000V và được làm ở trong môi trường rất là nóng, nhiệt độ nóng ấy quý vị, và nhiệt độ âm nó cũng làm việc được. Để quý vị thấy rằng ấy là cái này ứng dụng nó sẽ tốt hơn so với lại cán thường. Còn bản thân cán thường nó vẫn cách điện quý vị. Với phiên bản cách điện và chiều dài 180 này thì thép của nó vẫn là cắt ok hơn. Bao giờ với kìm cắt thì nó được làm thiết kế là cắt khả năng cắt của nó lớn hơn kìm đa năng quý vị ạ. Họ nó cắt rất là ngọt chứ không phải cắt điện đâu quý vị nha. Và tất nhiên nó vẫn cắt được giấy bình thường quý vị. Bản thân Quy Ha chế tạo ra một cái kìm ấy bạn, lưỡi độ chính xác của nó cho phép lệch đến 0.03% do vậy là gì, và độ sắc của nó rất là sắc, cắt được giấy 0.8 0.08 mini có nghĩa là bằng tờ giấy này quý vị này. Khi nào cắt được tờ giấy để đứt có nghĩa rằng là kìm Quy Ha nó là chuẩn quý vị nhá. Và tất nhiên nó phải cắt được cả thép nữa cơ. Do vậy một phiên bản này và cũng về số lượng khá là nhiều với giá là 410.000 đồng. Quý vị ạ, chỉ có 410.000 đồng mà thôi. Một chiếc kìm này là kìm kẹp. Tôi có thể zoom gần lại để quý vị nhìn thấy. Đây là một chiếc kìm kẹp 434 là 37450. Một phiên bản cách điện 1.000V của hãng Knipex. À, của hãng Guiha, xin lỗi là Guiha và Knipex nó hơi gọi là giống nhau đấy quý vị. Với cái phiên bản này thì thép của nó không phải là thép mà C70 nữa quý vị ạ, mà nó là thép CM440. Về cơ bản về thép CM440 thì nó được theo tính là dẻo dai quý vị ạ. Ví dụ như cái kìm này thì cần độ cứng cao và cắt được thép, còn cái kìm này thì độ cứng chỉ cần ở miệng mà thôi. Nhưng quan trọng nhất là phần thân này này. Phần thân này quý vị nhìn thấy nó rỗng không ạ? Nó rỗng. Do vậy là gì? Ở Q2 họ đã test rằng gì? Nó cứ bấm như này, quý vị nhìn thấy độ đàn hồi không ạ? Đó, cái độ đàn hồi của nó này. Với cái độ đàn hồi như này ấy, nếu mà bể thép C70 nó có nhiều thành phần carbon, do vậy nó sẽ bị biến dạng. Và nó sẽ bị khi nào quý vị tưởng tượng như là cái dây thép uốn cái nó cong ấy, thì cái này nó sẽ không được phép cong. Và với cái mức độ test là cắt F70.000 à 1.000 lần như này, kẹp phôi và cứ bóp như này 1.000 lần thì độ biến dạng của nó cho phép đến 0.3%, có nghĩa là gần như cái này nó vẫn phải là thẳng, hoàn thiện một chiếc kìm và không bị biến dạng quý vị nhá, và lực kẹp của nó vẫn giữ nguyên được vị trí đó. Với cái này là cách điện 1.000V rồi, giá của nó đang rất tốt là 530.000 đồng. Đây là bộ cách điện 1.000V rất hoàn hảo mà quý vị đang dùng trong gia đình hoặc là làm điện thì là ok. Đặc biệt là làm điện vì nó cách điện 1.000V và tất cả các phiên bản này đều made in Germany và tiêu chuẩn cách điện là tôi xin lỗi là tôi phải chỉ ra quý vị ạ. Tiêu chuẩn là IC60900 quý vị nhá. Đó. Thì đây là bộ phiên bản bộ cách điện 1.000V của Guiha. Bên này nữa, cho dù nó là một cái cán thường quý vị, quý vị vẫn thấy nhìn thấy rằng ấy nó vẫn được thiết kế là theo tiêu chuẩn chung của cái lưỡi kìm của Guiha rồi, là theo tiêu chuẩn là 3 điểm kẹp quý vị ạ. Thép cũng vẫn bằng thép C70 và độ cứng của nó khi tôi xong vẫn là 66 Hz. Do vậy những cái kìm này thì khỏi phải nghĩ rồi, cắt thép thì không bao giờ phải nghĩ cả.
Tôi sẽ làm review mới cái kìm mới cho quý vị xem là sẽ cắt so với kìm thường như thế nào. Với cái phiên bản là 26710 này thì tôi đã nhập về là phiên bản chiều dài 200 mm. Chiều dài 200 quý vị nhá. Chiều dài 200 mm thì cánh tay đòn nó dài hơn và khả năng cắt dây của nó được lớn hơn. Nó vẫn cắt thép thường, cắt đinh, cắt vít và cắt được những dây thép, dây piano là dây lò xo đến 1.5 mm quý vị ạ. Phiên bản dài 200 như này thì nó là cán thường, do vậy là giá của nó rẻ hơn là 440.000 đồng một chiếc kìm này 26710 quý vị nhá. Tuyệt vời cho quý vị. Đó. Một phiên bản nữa đó chính là phiên bản cán cách cán thường. Cán thường này thì quý vị vẫn thấy là cách điện bình thường quý vị ạ, nó không phải là không cách điện được, nhưng mà tiêu chuẩn của nó chỉ làm tiêu chuẩn ít hơn thôi. Cái kìm này thì là 1.000 cái quý vị, ở trên hãng ấy là đều phải test 1.000 cái, vì nó test trong cái môi trường là nhiệt độ điện thế rất cao và nó không bị nổ. Còn với cái kìm này thì nó chỉ test điểm mà thôi, và cơ bản là cái lưỡi này vẫn phải giống nhau quý vị ạ. Đây là phiên bản 43339, chiều dài cũng là 180 nhưng phiên bản cán thường và dành cho công nghiệp, do vậy cái mã này nó sẽ mắc hơn 450.000 đồng quý vị ạ. 450.000 đồng quý vị nhá. Và một con kìm kẹp tiếp theo không khác gì nhau cả, chỉ khác bởi cán mà thôi. Mã của nó là 32352. Cán thường quý vị ạ. Nếu quý vị nào làm điện nước, làm nước không ấy thì cái này là ok. Còn ví dụ như là liên quan đến trong tủ điện hoặc là bảng điện hoặc là những cái môi trường mà có điện thì quý vị dùng cái này là an toàn nhất, hoặc môi trường nhiệt độ cao thì cái này an toàn nhất. Còn cái này thì sử dụng là bình thường. Quan trọng nhất là ở thiết kế của WiHa ấy, với cái này ấy, là cứng cứng ngang với Knipex quý vị ạ. Knipex cũng không hề kém cạnh gì cả, và giá nếu mà giá để giá mà nhập lẻ thì giá nó cũng mắc gần như Knipex luôn. Nhưng đây do chúng tôi nhập số lượng lớn, và năm 2020 đến 21 này WiHa có chính sách là nhập số lượng lớn thì giá tốt hơn, do vậy chúng tôi đã đưa về cho quý vị rồi 530.000, và cái này là chỉ có 430.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Trước đó gần nhất chúng tôi chưa từng về cái mã này ấy, là 740.000, và lần này chỉ có 430.000 đồng mà thôi. Và chiều dài 250, khả năng kẹp ống của nó đến 50 quý vị ạ. Đai ốc 50 và ống của nó là gần 50. Chiều dài là 250 mm. Tất nhiên trong này là made in Germany rồi quý vị. Tất cả sản phẩm WiHa trừ những cái loại cán mà hiện tại đang nhỏ nhỏ thì là khác, còn đâu các cái cán như này đều là của Đức hết quý vị nhá. Và tất nhiên bảo hành cho quý vị những cái con này. Nếu quý vị nhận được hàng mà có sự khi kẹp ống thường, ống kẽm các thứ mà lưỡi đã hỏng rồi, quý vị có thể đổi được mới. Và tất nhiên có thể ship code cho quý vị được, hoặc là quý vị nhận được hàng, nhận kiểm tra hàng, hoặc là quý vị có thể là thanh toán để nhận được hàng sau khi thanh toán sau khi nhận được hàng quý vị nhé, tùy vào quý vị thôi. Còn ở video hôm nay đấy là để nói được là cái kìm WiHa luôn luôn có một cái điều đặc biệt mà quý vị chưa biết thôi, tôi muốn nói như vậy. Còn giá của nó đây 530.000, 460.000, 410.000 một bộ này, 440.000, 440.000 và 430.000 đồng một bộ, từng chiếc một quý vị ạ. Và ở video này thì tôi sẽ miễn phí ship cho quý vị. Quý vị có thể là thanh toán hoặc là nhận hàng, kiểm tra hàng sau đó thanh toán, và chúng tôi vẫn miễn phí ship cho quý vị ở video này với 6 phiên bản này quý vị nhé. Và hãy nhắn tin trên kênh nếu quý vị thích là nhắn tin trên kênh để có thể nhận được những cái thông tin tốt hơn quý vị nhá. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.